Phong nè, bà nhớ Đăng Phong không? Phong Ngạo. Đăng Phong, rốt cuộc cậu cũng về rồi. Viết lại tin nhắn của thằng Phong Ngạo rồi đúng không? Tối nay tụi mình sẽ gặp nhau đó. Hình như mình nhìn thấy Chi rồi. Thiệt hả? Nhưng mà sao mình vẫn chưa thấy Phong vậy? Phong đang đứng ở đâu? Mình đây nè, đang vẫy tay nè.